Hello anh em, hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2023 nha anh em. Thì hôm nay thì tiếp tục thì em sẽ lên clip cho anh em. Thì giống như ngày hôm qua đó thì em về được 70 con anh em, xong rồi lúc chiều thì em về thêm được tầm khoảng 30 mấy gần 40 con than nữa anh em, với lại 20 mấy con lửa nữa. Thì tính sơ bộ ngày hôm qua thì em về than thì em về gần 100 con anh em. Đó, than thì em về gần 100 con, còn lửa bổi thì em về gần 50 con anh em. Đó, thì hôm qua thì nói chung thì em bán than thì hôm qua em bán một vèo một cái thì tầm khoảng ba mấy gần 40 con anh em, xong em nhập về tiếp luôn. Thì hôm nay tiếp tục thì than nó ngập tiệm em luôn anh em. Anh em cứ qua lựa thoải mái, thì anh em cứ nhân lên đi. Đó, một dải lồng này là 5 lồng đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, 9 nhân 5 là nhiêu? Là 45. Với lại bên đây thêm bên đây nữa nè anh em. Đó. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 nữa là tầm khoảng 28 với 45 thì nói chung thì tầm hơn 6 mấy 7 mấy con đó anh em. Đó, thì em còn 6 mấy 7 con, anh em cứ qua lựa thoải mái trực tiếp nha. Đó, thì than bổi em bán đồng giá cho anh em là 250 một con nha anh em. Chim chưa cám thì anh em về anh em nhớ tập cám. Thì ở đây thì em vừa song song, em vừa cho nó ăn sâu, em vừa trộn chung với cám, thì cho nó quen cái vị mùi, cho nó biết được cái mùi cám anh em. Thì về nói chung thì anh em về tập nó cũng rất là nhanh luôn, chứ nó cũng không phải bổi rặt giống như từ rừng thì mà anh em mua ở chỗ khác thì nó chỉ cho ăn sâu thôi. Còn ở đây thì anh em nè, để em quay rõ cho anh em luôn. Đó, cái nào cũng có sâu với cám hết nha anh em. Đây, ở đây là sâu nè. Đó, còn dưới đây là cám nè, anh em thấy không? Đó, thì em sẽ tập được lúc nào thì em hay lúc đó cho anh em, để về anh em tập cám cho nó nhanh. Đó. Rồi, ok thì than nha, em bán đồng giá cho anh em là 250 một con nha anh em, 250 một con. Còn lửa bổi thì em bán là 220, riêng lửa đuôi 18 là 350. Còn đuôi 20 thì em hôm nay em về con đuôi 20. Đó, con đuôi 20 thì giá là 1,2 triệu nha anh em. Thì để lát em quay mấy con đuôi 18 với con đuôi 20 cho anh em. Đó, thì để em quay mấy cái con mà sơ bộ cho hàng đẹp cho anh em nha. Đó, nếu mà anh em nào mà ở gần em á thì cứ qua lựa thoải mái. Còn anh em nào mà ở tỉnh á, mà không qua lựa được á, thì cứ nhắn tin Zalo cho em thì em sẽ quay. Đó, em sẽ quay trực tiếp rồi em lựa cho anh em luôn, cho anh em khỏi sợ là lựa không đúng ý anh em nha. Đây, giống như con số 2 anh em, cao cầu dài đòn nè. Đó, mẫu này thì mẫu hót nha anh em. Đó, nhưng mà con này thì nó hơi bự xíu nha anh em, vai ngực nó có nhưng mà thực ra nó cao cầu, nhưng mà mẫu hót thôi chứ chưa phải gọi là mẫu đá đâu nha anh em. Rồi, để em kiếm mấy con nữa em quay cho anh em. Đây, giống như con số 13 này anh em, rất là đẹp luôn, xuyên đánh đuôi cao cầu nè. Đó, than thì đợt này em về rất là đẹp luôn anh em, em cam kết với anh em luôn á. Thì anh em cứ qua lựa thoải mái nha. Còn anh em mà không qua lựa được á thì cứ nhắn tin Zalo cho em sẽ lựa cho anh em. Thì em nói trước luôn, thì em về thì không có bộ to đùng nha anh em, không có bộ to đùng thì mẫu đá đâu nha. Đó, chỉ có trung chim thôi. Đó, trung chim, không quá to cũng không quá nhỏ. Đó, đúng chuẩn mẫu hót cho anh em luôn. Đó, thì mấy con này nè, đây con 29 nữa nè anh em. Đó, thì đợt này em về nếu mà em mà chịu lọc ra em bán hàng tuyển anh em thì cũng rất là nhiều luôn á, em bán giá 500 luôn á. Nhưng mà thôi, tại vì em nhập sao thì em bán vậy thôi, chứ em không có chọn lọc lại để cho anh em chơi. Chứ giờ em nhập về em chọn lọc ra thì nó cũng hơi tội cho anh em. Rồi, ok thì than bổi nha anh em, 250 một con nha. Đây. Rồi, thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em gọi cho em, thì tiếp tục thì em sẽ lên mấy cái dòng khác cho anh em. Rồi, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con lửa bổi đuôi 18, lồng này là lồng số 5 nha anh em. Đó, thì em cũng bán đồng giá cho anh em luôn là 350 một con. Đó, chim chưa ăn cám nha anh em. Lửa này là lửa Gia Lai. Đó, móng bộ thì em bao đầy đủ, không tật lỗi gì hết cho anh em luôn, nên anh em khỏi sợ cái phần tật lỗi nha. Đó, thì con này thì nói chung thì 18 là em bán đồng giá 350 nha anh em. Con này tướng cá trông rất là ok luôn nè. Đó, con này thì chân hồng nha anh em, móng thì móng lem.
Đó. Giá 350 luôn nha. Đó thì con này là con số 5. Thì anh em xem anh em thích số mấy thì anh em gọi anh em báo em nha anh em. Rồi ok anh em, thì tiếp tục thì em cũng để em qua em quay lửa bổi cho anh em nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con lửa bổi đuôi 18 lồng số 4 nha anh em. Đó thì con này thì rất là xuyên đánh đuôi. Thì con này thì cũng là lửa bổi Gia Lai luôn nha anh em. Chim thì cũng chưa khám. Đây con này thì về anh em nuôi mà chăm á, mà nó căng lửa, chắc chắn sau này chơi thì nó sẽ ra bộ gà và gà tre nha anh em, cánh xệ nha. Đó với lại cái phần đuôi trắng ở phía sau lông đuôi của nó anh em. Đó cái phần mà đó ngay cái phao câu á, cái phần đuôi trắng rất là nhiều luôn. Thường thường mấy con đuôi trắng ngay cái phần đó thì chơi thì nó rất là đẹp luôn anh em. Đó con này thì em bao với anh em chơi, mốt anh em nuôi mà căng lửa chơi thì con này đánh đuôi rất là cao. Đó chơi là cánh gà tre luôn nha. Đó thì con này là cũng là đuôi 18 luôn nha anh em. Giá 350 luôn nha. Đó anh em nhìn nè. Đây. Tạch thì nó cũng rất là xuyên tạch luôn. Giá 350 nha anh em. Rồi thì anh em con này là con số 4 nha anh em, thì anh em gọi anh em báo em con số 4 nha. Rồi tiếp tục thì em qua cho anh em con số 5 nha. Rồi ok, thì tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em một con lửa bổi số 3, đuôi 18 số 3 nha anh em. Thì con này cũng lửa Gia Lai luôn. Thì con này thì có tôm, tôm nhẹ xíu nha anh em. Đó, con này đuôi tôm nha, tôm nhẹ nha anh em. Thì lửa bổi, đây, anh em nhìn. Tại vì mới vừa ra lòng á anh em, nên nó hơi chào xíu, nó không có đứng lòng được á. Anh em đợi xíu cho nó tỉnh chim nè. Anh em thấy nó đứng ở dưới cái đáy lòng nè. Anh em nhìn cái đuôi nó cong nè, anh em thấy không? Đó, anh em nhìn cái đuôi đó nè. Rồi, ok thì con này em vẫn bán cho anh em là 350 luôn nha anh em. Đây, anh em nhìn đuôi đó nè. Tôm nha. Này là tôm luôn chứ không có tôm nhẹ gì nha anh em. Đó. Rồi, ok thì con lồng này là lồng số 3 nha anh em. Giá cũng là 350 luôn. Đó thì anh em xem anh em thích con nào thì anh em gọi báo số cho em. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên cho anh em con số 4 và con số 5 nha anh em. Rồi tiếp tục thì em sẽ lên con số 2 cho anh em. Con này thì cũng là lửa Gia Lai luôn nha anh em. Thì con này thì bản đuôi nó rất là to luôn nè, anh em thấy không? Nó nhảy là nó bung ra nè. Đó, thì cũng là đuôi 18 luôn nha anh em. Thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn là 350, bao tật lỗi móng mộ là đầy đủ cho anh em hết. Đó, thì con này thì em mới vừa ra lòng á anh em. Đó nên nó còn hơi lạ lòng á, nên nó cứ bù lên cái vanh mà nó không dám đậu trên kẹo. Đó thì để em quay xíu coi tình hình coi nó đậu có dám đậu trên kẹo để cho ra bộ cho anh em không nha. Đó thì em bán đồng giá nha, 350. Con này là con số 2 nha anh em. Con số 2 nha. Đây, nó đậu kẹo rồi nè. Đó thì con này thì rất là dài luôn nha anh em. Đó. Rồi ok thì lồng số 2 nha anh em, giá cũng là 350 luôn. Thì anh em xem anh em thích thì anh em gọi anh em báo số cho em nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ qua con số 3 cho anh em. Rồi thì em sẽ lên con lửa đuôi 18 lồng số 1 nha anh em. Đó thì hôm nay em lên lửa 18 thì toàn bộ là lửa Gia Lai hết nha. Đó thì lửa Gia Lai thì đuôi to. Đó, tướng thá thì cũng rất là đẹp, giọng thì anh em khỏi phải nói rồi. Đó thì lửa 18 thì em bán đồng giá hết cho anh em luôn là 350 một con nha anh em, 350 một con. Đó thì cái con này thì em mới vừa bắt ra anh em, nên nó cái lồng đuôi nó hơi bị tưa, nhưng mà con này thì anh em tắm táp rồi thì nó sẽ lông nó sẽ đẹp lại nha anh em, chứ con này thì nó không phải bị kiểu giống như là bị lông nó bị xấu bị sâu nha anh em. Đó thì bắt ra nó tưa nên nó nhìn anh em nhìn nó tưởng kiểu nó bị sâu nhưng mà không phải nha. Cái này anh em tắm là nó hết nha anh em. Rồi thì con làm số 1 nha. Đó thì lửa bổi thì em bán đồng giá 350 một con, thì móng bộ là đầy đủ hết cho anh em luôn. Đó, móng bộ là đầy đủ nha, không tật lỗi gì hết nha anh em. Rồi ok thì anh em thích thì anh em gọi cho em nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ qua con số 2 nha anh em. Rồi thì em tiếp tục thì lửa bổi nha anh em. Lửa bổi thì em còn rất là nhiều. Thì hôm qua thì em về 15 con anh em. Em bán một cái vèo, cái hết sạch luôn, không còn con nào luôn. Thì hôm nay tiếp tục thì em về thêm 40 con nữa anh em. 40 con lửa bổi Gia Lai nha. Thì em bỏ ra lồng riêng đây nè. Đó thì mỗi lồng là 4 con. Đó với lại mấy con đuôi 18 ngoài kia nữa.
Thì hôm qua giờ thì em về được tầm khoảng 50-60 con lửa bổi anh em. Thì hôm qua em về em bán cái vèo cái hết 15 con, em nhập thêm 40 con nữa. Còn than thì hôm qua em cũng nhập hai đợt, một đợt là 70 con, đợt sau em cũng về chung với lửa đợt sau luôn á anh em. Thì thêm 30+ con nữa là tổng cộng là 100 con. Đó, thì ở đây lửa bổi thì đây còn hôm qua tổng cộng em nhập là 40+ gần 50 con đó anh em. Đó thì hôm nay em còn tầm khoảng 20+ con ở đây nè. Đó thì lửa bổi Gia Lai nha anh em, chim rất là đẹp luôn. Đó thì em bán đồng giá cho anh em nha, 220 một con nha anh em. Thì lửa bổi Gia Lai rất là đẹp. Thì đa số lửa bổi Gia Lai thì đuôi nó bản to anh em, bộ thì bộ trung thôi, bộ xẻ thì nó ít lắm anh em. Đó, nhưng mà được cái thì bản đuôi nó rất là đẹp, với lại nó rất là nhanh chơi, với giọng nó cũng rất là hay luôn anh em. Đó. Thì em bán đồng giá cho anh em nha, 220 một con nha anh em. Đây thì ở đây thì em còn mấy lồng, còn rất là nhiều luôn anh em. Đó, hay anh em cứ qua lựa thoải mái nha. Đó, 220 một con nha anh em. Đây nữa nè. Đó, em về ngập nhà luôn nha anh em, rất là nhiều luôn nha. Thì lửa bổi Gia Lai thì anh em cũng biết rồi, thì cái bản đuôi nó to với lại rất là nhanh chơi. Đó, chướng tá nó cũng đẹp. Đó, thì thường thường thì lửa Gia Lai thì nó bộ trung thôi, bộ xẻ thì nó rất là ít anh em. Đó thì lửa em bán đồng giá cho anh em nha, là 220 một con nha anh em. Thì ở đây thì em có mấy lồng đây nè. Đó, lồng một lồng thì em bỏ tầm khoảng 3-4 con, rất là nhiều luôn. Đây nữa nè, bên đây nữa nè. Đó, anh em thấy không? Trưng lồng em bỏ, tại vì ở đây thì em không có đủ lồng để em ra lồng từng con á. Tại vì em bỏ mấy lửa đuôi dài hết chỗ rồi anh em. Đó nên em ra nên em chỉ bỏ một lồng khoảng 3-4 con cho anh em thôi. Thì anh em ở gần em á thì cứ qua lựa thoải mái. Còn anh em nào mà ở xa, nếu mà tin tưởng em thì nhờ em sẽ lựa dùm cho anh em nha. Đó, đây nữa nè, bên đây nữa nè, anh em thấy không? Một lồng thì 3-4 con rất là nhiều luôn. Thì riêng thì ngày hôm nay thôi nha anh em, thì anh em mua hai con lửa bổi thì em sẽ tặng cho anh em một con sâu đầu đỏ. Thì một con sâu đầu đỏ này em bán chỉ giá là 50.000 nha anh em. Còn nếu mà anh em nào mà thích mua sâu đỏ riêng thì em vẫn bán là 50.000 một con. Còn anh em mua lửa bổi, hai con lửa bổi thì sẽ được một con sâu đầu đỏ. Lửa 18 cũng vậy luôn nha anh em. Ví dụ như anh em bắt một lửa bổi nè, một lửa đuôi 18 thì em vẫn tặng một con sâu đầu đỏ nha anh em. Còn anh em nào mà thích mua sâu đầu đỏ riêng á thì em vẫn bán 50.000 bao trống chim chưa cám nha. Anh em về anh em nhớ tập cám cho anh em. Đó, mua 2 tặng 1 luôn nha anh em. Rất là ưu đãi cho anh em luôn, chỉ riêng dòng lửa thôi nha. Còn than với đất thì không có nha anh em, chỉ có lửa thôi. Đó, thì anh em mua 2 con lửa bổi thì em sẽ tặng cho anh em một con sâu đầu đỏ về chơi. Thì sâu đầu đỏ rất là đẹp anh em. Đó, tướng to, con nào con nấy to nha. Thì con này thì tuy cái màu sắc của nó không được đẹp, với lại cái ngoại hình của nó cũng không được đẹp anh em, nhưng mà cái giọng hót đó là cực kỳ lớn, cực kỳ hay nha. Nếu mà anh em nào mà ở miền Tây á, mà đi làm xa hay là đi lên Sài Gòn xa á, mà nghe con này mà nó hót một cái thôi thì anh em nhớ quê muốn khóc luôn nha anh em. Rồi, ok anh em. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip và ủng hộ em trong suốt ngày qua. Xin cảm ơn anh em.